mừng quý vị đến với kênh tin tức mới. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những tin tức mới nhất nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục chuyện ý nghĩa ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đến với một câu chuyện hấp dẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua. Mời quý vị cùng đón xem. Cứ nghĩ mẹ chồng mắt kém, con dâu ngày nào cũng cho ăn cơm thừa canh cặn. Đến khi nghe được câu nói từ chính miệng bà, mới choáng váng phát hiện sự thật. Huyền vốn sinh ra trong gia đình làm ăn buôn bán có máu mặt ở mảnh đất sầm uất nhất của thị xã này. Không biết có phải vì vậy mà từ nhỏ Huyền đã là cô gái có cá tính mạnh mẽ, chẳng sợ bất kỳ thứ gì. Ba mẹ cô thường đùa, con gái con lứa như thế mai kia có mà ế chồng. Làm gì có đứa con trai nào thích bạn gái tính giống đàn ông như mày chứ. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một năm sau khi ra trường, Huyền đã đổ gục trước một chàng trai cùng công ty và nhất quyết đòi cưới bằng được anh ta. Xét về học vấn ngoại hình thì chàng trai đều đáp ứng yêu cầu của gia đình Huyền, duy chỉ có điều hoàn cảnh gia đình cũng có vẻ khó khăn. Nhưng được cái bố mẹ Huyền lại không tỏ ra lo lắng gì, ông bà suy nghĩ rất tích cực rằng giàu hay nghèo là do bàn tay lao động mà ra, chứ không phải chỉ ngồi chờ vào việc thừa hưởng từ gia đình. Sau khi kết hôn, nhờ bố mẹ Huyền hỗ trợ thêm, vợ chồng cô đã mua được căn nhà rộng rãi khang trang. Huyền vui lắm vì cô không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, còn chồng mình cũng chẳng phải đi ở rể. Và một thời gian sau đó, mẹ chồng cô có vấn đề về mắt nên phải ra ngoài này điều trị lâu dài. Thương mẹ đi lại vất vả, vợ chồng cô bàn nhau đón mẹ về ở cùng, rồi khi nào đi khám tranh thủ đưa bà đi hoặc gọi taxi chở. Nhưng cũng từ lúc có mẹ chồng đến, Huyền cảm thấy cuộc sống tự dưng khó chịu và mất tự nhiên. Dù không nói ra, nhưng cô chỉ mong bà nhanh khỏi để sớm về quê. Mẹ chồng lên lại đúng thời gian ông xã bận đi công trường dài ngày, nên ở nhà chỉ có hai mẹ con. Lúc này Huyền mới thấy chạnh lòng khi thấy lấy chồng nhà quê. Nhìn mẹ chồng thôi đã thấy chán, ăn mặc gì mà xuề xòa, dân dã bao nhiêu quần áo cô mua cho, bà Toàn cất kỹ vào tủ chẳng thấy diện bao giờ. Tính Huyền là vốn sạch sẽ, còn mẹ chồng thì có thói quen ăn trầu, suốt ngày nhìn bà nhai nhai, rồi có khi quen tay vứt luôn bà trầu đỏ vào bồn rửa bát. Huyền bực lắm. Thấy mẹ như thế, Huyền càng tỏ ra vênh váo, kiêu ngạo, cô cư xử không mấy thân thiện và gần gũi với bà. Nghĩ bụng mẹ chồng mắt kém chẳng nhìn rõ, nên ngày nào cô cũng nấu cơm canh ngon lành, rồi một mình ăn trước, hoặc gọi bạn bè đến ăn, phần còn lại mới cho bà. Huyền lấy cớ mẹ phải nghỉ ngơi, nên cứ ở trên phòng. Khi nào ăn con sẽ bưng cơm lên cho mẹ. Thành ra chẳng qua khi nói rằng ngày nào mẹ chồng cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn mà con dâu chuẩn bị. Còn Huyền thì chẳng mảy may gì. Cô nghĩ bụng trước kia khi mới cưới xong, cô về quê sống cùng bà một thời gian đã bị bà bắt nạt từng tí một. Giờ đúng là cơ hội để trả thù lại mẹ chồng cho bỏ tức. Chồng cô thì tận 2 tháng nữa mới về, anh chắc chắn không bao giờ biết được chuyện ở nhà như thế nào. Huyền viện cớ bận việc cơ quan nên không thường xuyên đi chợ được. Cô toàn mua đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm đã để lâu trong tủ lạnh cho bà. Bạn thân thấy vậy liền nhắc Huyền phải nấu nướng cẩn thận cho mẹ chồng, không bà lại trách. Nhưng Huyền bảo mẹ chồng tao còn khen ngon nữa mà, bà thích vậy thì cứ làm như thế thôi. Cho đến một hôm, Huyền đi làm về sớm hơn bình thường, thấy cửa nhà mở, cô ngó vào trong thì thấy bà Lan hàng xóm đang nói rất to từ trong nhà. Bà ấy, bà lành quá đi, cứ để con dâu bắt nạt, ai đợi cơm canh cho mẹ chẳng khác nào đồ thừa trong quán bình dân. Chết, bà cứ ăn uống như thế làm sao đảm bảo sức khỏe? À đâu có bà, cháu nó bận việc nên không phải hôm nào cũng về sớm đi chợ được, tôi thì lại chẳng rành đường. Bà cứ nói thế, nếu là tôi thì nó đã bị tôi quát mắng cho tơi bời, ai lại như bà? Ấy, bà chớ nói vậy, con dâu tôi cũng phải vất vả làm việc để còn trả nợ mua nhà. Vợ chồng đó còn đang kế hoạch chưa muốn sinh con vì lo trả nợ. Tôi lại đau ốm, tiền thuốc men rồi lại đi đều là bọn nó chi trả cả. Là tôi muốn tiết kiệm cho chúng nó. Với xưa này tôi quen ăn uống đơn giản như thế rồi, chính tôi bảo nó không phải đi chợ đó. Nghe mẹ chồng nói, hai hàng nước mắt tự nhiên lan dài trên gương mặt Huyền. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình quá xấu xa và ích kỷ. Chỉ suy nghĩ trước kia mẹ chồng không thích mình, dạy bảo khắc khe, cô đã quyết ứng xử tệ lại với bà. Trong khi rõ ràng lúc nào bà cũng luôn nghĩ tốt về con dâu, Huyền vội gạt nước mắt, phi xe ra chợ ngay. Từ nay cô nhất định phải chăm sóc mẹ chồng cẩn thận, bởi tấm lòng đôn hậu và vị tha như bà đâu mấy người có được. Ngày ngày con dâu cõng mẹ chồng đi bộ suốt 3 cây số để châm cứu.
chị sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi đó xung quanh bao bọc bởi đồi núi. Từ bé, chị nổi tiếng học giỏi, nhưng vì gia đình khó khăn, mẹ lại ốm nặng, nên học hết lớp 12, chị không thi đại học mà ở nhà đỡ đần bố mẹ. 2 năm sau, chị lấy chồng. Chồng chị ở làng bên là một chàng trai được học hành tử tế. Chị hiền lành, thùy mị, lại đảm đang, nên mẹ chồng thương chị lắm. Hồi mới cưới, anh đối xử với chị rất tốt. Hai vợ chồng yêu thương nhau và cùng nhau làm kinh tế. Năm con chị được 3 tuổi thì anh bảo anh muốn xin nghỉ việc ở quê để lên thành phố lập nghiệp. Lên đó anh sẽ kiếm tiền rồi gửi về cho gia đình. Chị không muốn chồng đi, nhưng ý anh đã quyết, chị đành ủng hộ. Sau 2 tháng lang thang tìm việc, cuối cùng anh cũng xin vào một chỗ ưng ý. Thời gian đầu anh tiết kiệm lắm, có mấy gửi về cho vợ trang trải cuộc sống hết. Ngày con chị vào lớp 1, mẹ chồng chị bảo để con bà nuôi cho, rồi nói con dâu lên với chồng. Nhưng chồng chị không cho, bảo chị ở nhà chăm con rồi phụng dưỡng mẹ già. Chị cũng không nỡ để hai người họ ở lại, nên quyết định ở nhà. Sau này chị mới biết anh không muốn chị lên cùng mình là vì anh đã có bồ ở trên đó. Anh về nhà mỗi năm một ít, tình cảm cũng nhạt dần. Vợ có viết thư gửi lên hay thỉnh thoảng lên huyện gọi điện thoại thì anh cũng nói vài ba câu rồi tắt máy. Sau này anh về nhà đòi ly hôn để đi theo cô bồ. Chị khóc hết nước mắt. Mẹ anh bảo nếu anh làm thế bà sẽ từ mặt con trai, nhưng anh vẫn quyết dứt áo ra đi. Từ ngày đó chị bươn chải nuôi con và nuôi mẹ chồng. Bà thương chị, xem chị như con ruột của mình. Năm bà ốm yếu, chân nhức mỏi, không đi được, chị phải cõng mẹ chồng mỗi ngày đi bộ suốt 3 cây số để đến nhà thầy Lan trong bản chăm cứu. Nhiều lần ngồi trên lưng con dâu, bà khóc ướt hết vai chị, vì bà thương chị và cảm động tấm lòng của chị. Nhìn cách chị chăm sóc bà, không ai nghĩ đó là mẹ chồng nàng dâu. Từ ngày anh theo cô bồ, anh hầu như không về quê. Thỉnh thoảng anh có gửi cho mẹ một ít tiền, nhưng bà không xài một xu nào. Thấy con dâu còn trẻ, bà giục chị đi lấy chồng, vì chị cũng có rất nhiều người thương. Nhưng chị lại bảo, con chỉ muốn sống với mẹ thôi, giờ con có con trai rồi, thế là đủ mẹ à. Nhớ những hôm trời mưa đường trơn, chị cõng mẹ đi chăm cứu, ngã lên ngã xuống mà xót. Tấm lòng của người con dâu khiến ai cũng phải cảm động. Rồi mẹ chồng chị mất, chị cố báo cho chồng cũ về, nhưng không thấy hồi âm. Trước khi nhắm mắt, bà nắm chặt tay chị. Căn nhà và mảnh vườn mẹ để lại cho con và cháu của mẹ. Mẹ nhờ bác trưởng thôn viết giấy rồi. Mẹ mất rồi, con hãy đi lấy chồng đi con nhé. Mẹ thấy thằng Nam thương con thật lòng đó. Hãy kiếm cho mình tấm chồng tử tế rồi sống thật hạnh phúc con à. Cả đời này mẹ may mắn vì được gặp con. Mẹ biết ơn con nhiều lắm. Con trai mẹ bất hiếu, lại không biết trân trọng con, đó là sai lầm của nó. Mẹ đừng nói nữa, con hiểu lòng mẹ mà. Chị òa lên khóc nức nở. Ma chay bà xong, ngày ngày chỉ làm cơm cúng mẹ chồng. Suốt thời gian chị buồn bã, anh Nam luôn ở bên. Anh cũng cầu hôn chị vài lần, nhưng chị từ chối. Chị bảo, mẹ chồng cũng như mẹ ruột em anh à. Em muốn để tang mẹ, nếu có đi bước nữa, em cũng chờ hết khó mẹ, em mới suy nghĩ về chuyện đó. Vậy là từ ngày đó, chị vẫn một lòng thờ bố mẹ chồng. 1 tháng sau khi bà mất, chồng cũ với cô vợ mới vác xác về. Thắp hương cho mẹ xong, anh chưa kịp nói gì, thì bà vợ mới đã đuổi mẹ con chị đi để đòi lại nhà. Dù có giấy trắng mực đen, nhưng chị không nói gì. Lẳng lặng thu dọn đồ, rồi đưa con trai về nhà bố đẻ. Trước khi đi, chị bảo, chị lấy anh ấy nhưng chưa một ngày làm dâu, chưa một ngày thờ cúng mẹ. Giờ tôi trả nhà lại cho hai người đó. Chị nghỉ việc đi, về nhà mà hương khói cho bà. Chứ không phải đất thì muốn lấy, bà thờ cúng thì không muốn làm đâu. Tôi chỉ trả lại đất với điều kiện anh không được bán nó đi. Vì đây là đất tổ tiên và bố mẹ để lại. Anh bất hiếu vậy là đủ rồi. Đừng để bố mẹ chết mà không nhắm mắt. Cô điên à, mẹ chết rồi, ngày giỗ về nhà là được,
Còn đất chúng tôi không ở thì bán đi chứ để làm gì? Anh cúi gằm mặt lại vì anh biết mình nợ chị rất nhiều. Anh quay sang bảo vợ. Đất này mẹ để lại cho cô ấy, mình không được lấy. Hơn nữa, anh còn có con trai, anh muốn để lại cho nó. Em im đi là được. Bà vợ kia cố cãi, nhưng anh hét lên nên đành im lặng. Ngày chồng cũ chị đi, chị ôm con khóc. Chị thấy buồn vô cùng khi anh lại bỏ rơi chị để lấy một cô vợ mắt xanh mỏ đỏ chẳng ra làm sao. Còn dân làng thật sự cảm phục trước lòng hiếu thảo của một cô con dâu trước sau như một như chị. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like, share cho video và để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.